Cho bạn trong video này chúng ta sẽ làm cái đế chuyển cho cái máy bù lông KTC Kyoto Tool mã là GAE401. Thì cái máy này là một cái máy 18V và cái lực bù lông nó khá là mạnh. Cầm cái cụ búa với cả motor ở đây bạn thấy là rất là nặng. Cả cái máy này nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng độ tầm 2 cân. Cái máy motor rất là lớn. Lát nữa chúng ta sẽ mở cái thân máy này để để xem là cái bên trong nó có cái motor với cả cái búa như thế nào. Ở trong cái video này thì chúng ta sẽ chuyển về cái hộp sử dụng cái hộp pin 21V. Pin 21V này. Để chuyển thì nó khá là đơn giản. Với cái bộ này thì chúng ta sẽ bạn để ý thấy là nó có cái cơ chế đầu đút nó khá giống với cả đầu đút của DeWatt dòng NCD pin đút. Thì ở đây bộ đế chuyển tôi cũng làm tương tự như vậy, với một cái đầu đút giống như cái DeWatt, tuy nhiên ở đây nó sẽ cao hơn một chút so với cả cái pin DeWatt thông thường. Pin DeWatt thì nó chỉ ngang bằng đây. Khi mà chuyển về cái bộ pin 21V thì cái G này nó sẽ to hơn cái ngàm của Makita, và cái phía trước nó sẽ là cái đầu mà trống. Vì vậy khi mà in thì tôi đã làm cả cái phần che đầu. Đấy là khi đóng vào đây nó che, đồng thời cái phải thế này nhìn như vậy thì nó sẽ rất tính thẩm mỹ, nó sẽ cao hơn. Để giữ thì chúng ta sẽ cần dùng thêm hai cái miếng ngàm nữa, hai miếng ngàm để giữ, hai miếng ngàm nó sẽ bắt vào hai phía bên này. Mục đích là khi mà chúng ta bắt ốc vào thì hai miếng ngàm này nó sẽ chốt giữ để cho cái đế này nó sẽ không bị rời ra nữa. Lắp vào thì nó khá là dễ, và chỉ cần ấn này xuống là xong. Và ở đây nó có 4 cái vị trí bắt ốc. Chúng ta sẽ test thử, ở đây tôi không bắt ốc. Thế là lắp khá là dễ. Như đã nói thì đây là một cái máy mà cái lực siết nó rất là lớn. Cầm nếu bạn cầm một tay cảm giác nó rất là nặng. Thường cái máy này nếu mà cầm một tay chắc chỉ có tay người nước ngoài thì mới cầm được kiểu như vậy. Còn đối với cả tay châu Á thì cầm thì nó sẽ phải cần dùng đến cả hai tay. Cái dòng ăn của cái con motor này, cái công suất tức thời có thể lên đến tầm 800W đến gần 1000W, rất là mạnh. Nó chuyên dùng để mở cho các cái bu lông cỡ lớn, bu lông của xe máy, thậm chí là một số cái bu lông của ô tô. Đây là cái cấu tạo bên trong của chiếc máy này. Nói chung thì nó khá là đơn giản. Cái chân của nó thì bạn thấy là nó giống với cả chân của DeWatt, cái chân pin này. Dây đồng dẫn thì bạn thấy nó khá là nhỏ. Như vậy cái con này dẫn dòng nó không cao. Dây nhỏ này cỡ chắc chỉ cỡ 20A trở xuống thôi. Công tắc motor thì rất là to, vì có cái lực của cái máy này khá là lớn. Để xem thông số của cò nào. Thông số của cò là 20,4V DC 12A. 20,4V DC 12A. Như vậy con này có thể chạy được 21V thoải mái. Mười 12A thì nó không phải là một cái dòng quá là cao, vì vậy bạn thấy là cái dây dẫn của nó rất là nhỏ. Dây đồng mạ thiếc và nó khá là nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ thử test cái dòng không tải của con motor này. Thì khi test bạn để ý là cái phía trên này sẽ là cực dương này, IC con DeWatt luôn, IC cách thiết kế pin của con DeWatt. Phía dưới này là chân âm. Vậy dương sẽ là phía trên và âm là phía dưới, âm phía dưới và dương phía trên. Để test thì chúng ta sẽ dùng một cái nguồn 21V để test. Hoàn toàn thì tôi sẽ ngăn cách hai cái này để cho nó đỡ rủi ro chạm vào nhau.
thử xem nào. Dương phía trên, âm phía dưới. Ok, đúng rồi. Bạn thấy là đôi lúc đỉnh nó sẽ lên đến tận hơn 20A. 36 này. 37 này. Như vậy cái mạch của nó sẽ cần phải chịu đỉnh nó cỡ khoảng độ gần 40A. Tức là mạch 5S 20A và đỉnh 40A là được. Nếu không nó sẽ bị ngắt. Thì cái motor này rất là khỏe. Còn nếu mà khởi động từ từ thì không tải nó chỉ tầm 4A thôi. Tức là nó tầm 80W cái motor này nếu mà chạy không tải. Còn khi mà đỉnh nó có thể lên gần 600A, à 600W. Đấy, 230W này. Bởi vì cái dòng đỉnh của nó lúc mà khởi động nó có thể lên đến tầm 37A. Thì test dòng đỉnh này để chúng ta chọn mạch cho nó phù hợp thôi. Đấy, gần 40A rồi. Hơn 800W. Vậy dòng khởi động nó khá là lớn.